Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một cặp Ultra Sub với công suất đỉnh điểm đạt 20.000W, tải ở 4 ôm hoặc là 10.000W, tải ở 8 ôm tùy chọn cấu hình tải. Với công suất hiện tại như thế này thì em chấp tất cả các cục đẩy hiện tại các bác đang có. Các bác nếu như nghi ngờ em nói sai thì các bác có thể mang cục đẩy đến khu vực nhà em để đánh thử. Với cấu hình em sử dụng trên cặp siêu sub này là thùng mẫu năm 2002 và bát là Ethan Sound 18, tên là VKF 3000. Công suất khởi điểm của một củ bát ở tải 8 ôm đó là 1800W, khởi động chương trình program 3600W và peak ở 10.000W trên một củ nào bát. Như vậy thì trên một cặp súp này, trọng lượng vỏn vẹn khoảng tầm 100kg, khoảng tầm gần 100kg. Tí nữa em sẽ cân. Đấy. Với mức tải trên một đôi này em đang đánh là 4 ôm, là peak là 20.000W. Thao hồ cho các bác chơi sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ hoặc là các bác chơi khủng khiếp thì cũng chơi được. Với cặp này hiện tại bên em đang bán 16.500, bao ship mọi miền tổ quốc và giá bán tại cửa hàng là 15 triệu, giá tại cửa hàng các bác nhé. Đấy, đây là thùng này. Đấy, đây là củ bát này, siêu khủng. Đấy, cặp này là khủng nhất từ trước giờ mà em nắp lên. Đấy, bát 50 từ 22 côn 102 tầng côn, Ethan Sound 18 tức là bên cấp 3000. Với cấu hình này thì các bác chơi đám cưới như thừa. Như hiện tại trên một cặp này là đang pick là vào 135 decibel. Công suất hiện tại đo được là có thế thôi. Đấy, bởi vì là đo bằng điện thoại, mới thứ hai nữa là đẩy công suất là chưa đủ hết tầm. Đẩy của em vừa đánh là con đẩy ACIF xe 1500. Còn đó là tải 8 ohm là 1500W một kênh 8 ohm và 4 ohm là 3000W một kênh ở 4 ohm. Nên là mới có gọi là được có gần 1/3. Tức là đẩy mà hiện clip níp níp cái là mới được có vào tầm 3000W, tức là 1/3 công suất của củ loa bass này. Nhưng nó đã đạt được là gần như là Ranter Power, là công suất đánh chương trình đánh liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Đấy. Với các bác mà đánh chương trình sự kiện đánh 8 tiếng đồng hồ, các bác chỉ cần đẩy tầm tải 4 ohm nhá, tầm 2200 đến 5000W ở 4 ohm là các bác có thể xử lý căng được cặp này rồi. Bởi vì như hiện tại bây giờ đang tải là 4 ohm đúng không? Thì là công suất peak là 20.000W. Công suất chương trình là 7200W và công suất khởi điểm là 3600W. Đấy. Để các bác chơi sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ thì các bác đánh hình thế nó gọi là khá tức ngực rồi. Đấy là công suất nó thông số trên một chiếc nhá. Còn như một cặp này mà các bác có một con đẩy siêu khủng tải được 2 ohm thì công suất lên đến tận là peak là 40.000W trên một đôi này, đánh một đẩy. Đấy, một kênh đẩy, một kênh đẩy ninh từ chiếc loa nọ sang chiếc loa kia, peak là 40.000W. Và công suất Ranter Power là 14.800. Đấy. À 14.400. Công suất siêu khủng, nếu mà Ranter Power và công suất RMS, tức là công suất khởi chạy là vào 7200W. Quá khủng khiếp. Với những cặp siêu loa suốt ngày thì em tin chắc chắn là sắp tới khả năng cái mẫu này cũng bị em khai tử nốt thôi, do không có hàng mà bán. Ok, thì đây trên đây video giới thiệu cái sản phẩm nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Và ngay bây giờ em sẽ mời các bác cùng nghe một đoạn test nhạc ngắn em vừa đánh. Thì bây giờ hiện tại em đang có là một chiếc QT-RX602, công suất là 660W peak, và công suất khởi điểm đánh là 175W, công suất chương trình là 330W. Đấy. Và bây giờ em sẽ đánh một chiếc QT-RX602 khả khịa luôn, cùng với cặp súp 5202 này. Đấy. Và đây là cái tấm gỗ đằng sau em vừa tháo ra, em quay lại lần nữa cho các bác xem nhé. Đấy, với công suất này thì em tin là các bác mà đánh sự kiện tiệc cưới, chỉ có những cái con đẩy nào nó nỗi thôi thì nó mới khói luôn con bát này. Còn thường thường để mà đánh mà nó khói được cái bát này, thứ nhất, một là đẩy nỗi, thứ hai là đẩy của bác thật sự phải là rất là khỏe mà đạt tiêu chuẩn của châu Âu thì mới đạt được peak của nó. Với peak của nó là 10.000W trên một của bát cơ mà. Đấy, ok. Đấy, hoặc là các bác mà muốn chơi xỏ nữa thì các bác đấu trực tiếp dây này vào nguồn 220, các bác cắm một phát nó vò đấy, đến lúc sau nó khói thôi. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Những cặp loa siêu khủng, siêu chất
và rất nặng. Đấy, bây giờ em sẽ cân lên và sẽ quay cho các bác một đoạn clip test. Vâng, và đây là cái thông số đồ đáp tuyến các bác nhé. Thì đây là em đang để hai thông số riêng nhau, đó là Pipad và Nomcoop. Đây là thông số Nomcoop. Còn đây là thông số Pipad. À đây. Đây là Nomcoop này. Pipad này. Đây thông số Pipad là đáp tuyến của cái năm 2002 và nắp bát 18 thì nó với kép 3000. Chúng ta sẽ nhận thấy là cái điểm từ cân bằng nhất là từ 46Hz trở lên đến 81. Đấy, và cái đoạn này nó hơi nhú lên tí. Đoạn này hơi nhú lên tí nhá. Đây là Pipad, tức là thả hết cỡ. Thì là đo được nó sẽ lên được 125, xong bắt đầu xuống trừ 3 là 131, trừ 6 là vào 137. Đấy. Và đây cái thông số mà Nomcoop đã cắt trên crossover. Thì các bác thấy đây. Đấy, chúng ta sẽ có là trừ 3 là 40Hz đến tiếp theo là 98Hz và xuống dốc. Và góc cắt đây em đang để đây đó là NPF 100. Nomcoop 100. NR 48 dB. Đấy. Thông số đây rất đơn giản. Đấy. Em không có dùng nhiều cần lắm, chỉ có đúng Nomcoop thôi. Chém góc chéo này và thả. Thì đây thông số của năm 2002 nắp bát là 18 tức là với các bác nhìn thì nó hiển thị lên nó sẽ như thế này. Thì là phù hợp với các bác làm sự kiện tiệc cưới. Đáp ứng được đa số các loại nhạc. Một số bài nhạc sâu quá thì nó không đáp ứng được thôi. Pipad này. Nomcoop 2 cúp này. Đấy. Đây là thùng này. Với cấu tạo và tình trạng này, tự tin cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới vừa vừa nhỏ nhỏ là rất là ok. Tuy nhiên em vẫn phải nhắc lại các bác là cái thông số này là em đang để là cái đỉnh của nó là gần bằng 0. Và khi mà cho cái đỉnh lên cộng 3 và cái xuống dưới này thì các bác sẽ đo thấy đây nữa là sâu nhất là đạt được 36 và cao nhất là trên đây là 108 với là đã qua thiết bị crossover. Còn Pipad thì nó sẽ là đây trừ 3. Ví dụ cái này cộng lên 3, cái này xuống là trừ 3 thì là 36 và cao nhất ở đây nó sẽ là khoảng là 137. Đấy. Để các bác biết được một căn chỉnh những chiếc súp và chất lượng đạt theo tiêu chuẩn các hãng trên thế giới đã công bố. Và cũng được một cái là áp lực rất là khủng khiếp. Một chiếc này nếu như các bác đánh đủ một suất đạt là 7200W liên tục nha. Tức là peak Ranter Power thì có thể đạt được, trên lý thuyết là có thể đạt được là 143 dB trên một quả. Đấy, tức là thông số tương đương với các thông số xịn của hãng, của các thương hiệu lớn đến từ thế giới, đến từ châu Âu. Còn đây là hàng gióng tại Việt Nam, như thế này là rất là ok rồi. Em nói thật các bác, đánh như này nó rất là ok rồi. Nó không kém cạnh mấy gì những cái súp cũng gọi là hàng Việt Nam nhưng mà công ty đồng hòa. Nó không kém cạnh mấy gì đâu, nó rất là chất lượng. Đấy, ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Ôi dồi ôi, mới có 89 cân 8, chưa được 90 cân. 88 cân 8, rồi 89 cân 8. Đấy, 88 cân 8 các bác nhá. Đây bây giờ ví dụ nha, đặt trên cân này, bây giờ xong lại còn đấu dây tín hiệu ở đây ngoái thì chắc cái cân nó nhảy nhân cướp mất. Đây bây giờ nó sẽ tiện quay cái tổng quan cho các bác cùng xem. Đấy, cái hàng này thì bên em là làm thương mại thôi nhá, không có ý là tìm hàng hay cà khịa bất cứ một công ty, một doanh nghiệp, một cá nhân cụ thể nào. Thể theo yêu cầu của toàn thể các bác hỏi là em ơi em có thùng mẫu như thế này, mẫu như thế kia không, thì bên em có cái mẫu gần như thế này và gần như thế kia. Mỗi thứ khác nhau tí để anh em đơn em đá. Mẫu xịn là đằng sau này sẽ có hốc tay sách và có khu vực để bắt bánh xe. Nhưng bên em thì hiện tại là xin phép các bác
cũng như là những mẫu hàng xịn thì em sẽ ná ná có cái giống hoàn toàn, có cái nó khác tí để anh em ghét nhau cũng ghét vừa vừa. Bên em bán là phục vụ cho các bác. Các bác cần thùng để thay thế có thùng, các bác cần loa để thay thế có loa. Các bác muốn bên em lắp hoàn chỉnh lên giống như thế này, giống như thế kia bên em có. Và cũng xin nhấn mạnh luôn các bác là kênh của em, hai kênh phụ kiện âm thanh Thiên Long Bát Bộ và kênh âm thanh Trung Ưu, chuyên về những sản phẩm công suất lớn ở các bác làm nay sau sự kiện tiệc cưới hoặc chơi trong ba sàn vũ trường mà các bác cần linh phụ kiện thay thế như vỏ thùng loa, của loa bát, của loa tép, phân tần loa, cục đẩy công suất hàng mới hàng bãi, loa mới loa bãi và linh kiện thay thế, bên em có cung cấp đầy đủ. Đấy. Tuy nhiên vẫn phải nhấn mạnh các bác là cái tiêu chí của bên em là chất lượng là quan trọng nhất, sau mới đến là cái giá thành. Chất lượng mà không đạt không làm được. Đấy. Và với những cái mẫu xúc này thì đánh rất là ghê, thì cũng tiện đây em sẽ đo đáp tuyến để cho các bác yên tâm. Một chiếc này đặt nằm nhá, em sẽ đo đáp tuyến một chiếc đặt nằm để cho các bác cùng xem thông số đáp tuyến như thế nào. Đấy, như các bác bây giờ đang nghe đây là em đánh có một chiếc QT Arctic Grey 602 và một chiếc mẫu 5202 nắp của bác Essence Sound 18 tên là với kép 3000 màu đánh như này. Như này mà lên cả đôi thì có bánh kinh lắm. Giải ra hai vế. Đây gọi là đủ nghe thôi nhá. Nhưng mà tiếng xúc vang rất là xa. Và bây giờ sẽ không để mất thời gian nữa. Sẽ đặt nằm ra và đo đáp tuyến cho các bác xem. Trọng lượng 88 cân. 8 nặng. Đấy. 888 được 888. Đấy, 88 cân 8. Đấy, số rất đẹp. Cái này đóng cả bìa vào tầm 92 94 kg. Ok, bây giờ em sẽ cho các bác xem thông số đáp tuyến nha. Bây giờ em chơi theo kiểu là một chọi hai luôn, một chiếc QT RX 602 và một đôi xúc. Không biết quay gần có vỡ tiếng không nhỉ? Đây các bạn nghe nha. Đánh như sấm chứ nhỉ. Hả? Đám cưới còn có mà sao được. Đây các bạn nghe nhá. Hôm nay là không còn hỏa tiễn, này em chơi tạm một chiếc RX 602 mà quát như thế này. Đấy. Một chiếc QT Arctic RX 602. Cà khịa luôn. Đấy. Ua. Nhà hàng xóm còn dùng cả máy tôn này. Em sẽ dùng đồng hồ đo decibel để đo thử xem là ngưỡng âm lượng giờ nó đang bao nhiêu decibel các bác nhé. Chủ yếu giờ giải xúc lên cao chứ còn có một con QT thì nó không thể nào nó siêu quát lớn được. Chúng ta sẽ đi lại gần khoảng tầm 1 mét thôi xem là sẽ là bao nhiêu decibel.
Ghê thật. Đây là cấu hình test solo ngoài trời nhá. Như vậy các bác muốn một cặp này đánh như thế này đã được chưa? Đẩy giờ nó đang yếu. Có 3.000 hoa đủ thôi thôi. Đấy. Quay lại xem đẩy nhá. Ok, chúng ta sẽ giảm bé volume để cho hàng xóm có sức mà thở. Cặp này cà khịa thì kinh đấy các bác ạ. Đây em xét theo kiểu là mono. Và ngay sau đây em xin tạm dừng video đây. Và hẹn các bác trong clip tiếp theo. Em sẽ hướng dẫn các bác xét là N5 oánh cho là súp nó đi hết mặt trước thôi, đằng sau không có tiếng súp mấy. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.